có lẽ là rất đẳng cấp. Giờ nghỉ. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu trận thi đấu tiếp theo. Trần Văn Tưởng của Linh Bình, thắt lưng màu đỏ gặp Đào Toàn Khải, Hà Nội thắt lưng màu xanh, dưới sự điều khiển của trọng tài Hoàng Thế Nghĩa. Trọng tài chuẩn bị, hai vận động viên chuẩn bị, lên sân lại, bắt đầu. Tưởng là sẽ đá anh đẹp. Vật quốc gia mà. Nhìn khán giả cho trọng tay để cổ vũ cho hai vận viên chúng ta. Chúng ta chuẩn bị hai vận viên chuẩn bị hiệp đấu nhất, bắt đầu. Nguyễn Thế An Hà Nội, Trần Văn Quân của Linh Bình làm tác chuẩn bị. Ở Trần Văn Tưởng đến từ Bắc Ninh. Ở đây anh cũng là một trong những vận động viên kỳ cựu làm vật và cũng đã được từng đoạt rất nhiều lần, nhiều năm giải vật ở làng quần áo Mỹ Khê tại sân đình này. Trọng tài nhắc nhở hai vận viên tiếp tục thi đấu. Thôi, ra còn sớm rồi. Trọng tài cho hai vận biên vào giữa sới, tiếp tục thi đấu. Tiếp tục thi đấu. Trần Văn Tưởng đã quánh một sơ đi được, nhưng có lẽ là sân giới của có hạn. Đề nghị là các vận biên phải đánh ở giữa sới. Rất hay. Tiếp tục thi đấu. Thôi thì trận đấu hết giờ, xin mời viên mình giải lao. Hiệp 2 bắt đầu. Nguyễn Thế An ở Hà Nội gặp Trần Văn Quân của Linh Bình, Trần Hoài Lang ở Bắc Ninh gặp Trần Viết Trung Hải Phòng. Vậy xin mời các viên chúng ta có tác chuẩn bị. Chúng tôi xin công bố quà ở 1 phút hiệp thứ 2, Trần Văn Tưởng của Linh Bình thắng tuyệt đối. Xin mời trọng tài cho hai vận viên.
Rồi xin trân trọng giới thiệu vận động viên Trần Văn Tổng của Lê Bình Thắt Lưng Đỏ gặp Ngô Việt Hoàng ngoài vòng thắt lưng màu xanh dưới sự điều khiển của trọng tài Lương Văn Thắng. Trọng tài chuẩn bị, hai vận động viên chuẩn bị, lên sân đài bắt đầu.
bị hai phát đánh vung qua đầu. Cháu cứ giữ chặt tay phải đi, nó khỏe tay phải đấy con. Cố lên cháu Hoàng ơi, cứ giữ chặt tay phải như vừa nãy đấy. Tiếp tục đâu. Mình không chỉ giấy chán đâu.
máy laptop. Trọng tài chuẩn bị, hai vận động chuẩn bị. Hiệp thứ nhất bắt đầu.